xe này đẹp như vậy, làm đâu đây? Ủa, cái này giờ mà này cái này nguyên xét hàng hiệu, cái này của Đức kia nè, không hết. À không hết. Ai đi thấy gì? Hết bộ là 80 cái nha. Hàng xếp. Bên đây nữa nha. Một thứ ơi. Tại vì ngoài quá trời đồ trong nhà. Này là một, thằng này là hai. Thì đồ nghe thằng đó là đứng đầu nhất đó. Makita, Makita, đâu nghe. Một cục bì nữa. Comprame algo. Sí, ya está mirando aquí. Thấy nè, góc mình thử coi, như đây dao mũ nỉa, nữ trang đi, góc nữ trang đi, đây nữ trang trong nhà nó dọn ra nữa nha, đó có sừng bò nữa nha, sừng bò nó cũng làm nữa. Đồ của nhà nhóc đó cái nhà. Đây là laptop nhóc, laptop mà đời cũ, đời quá cũ, nữ trang bút ký. Đây cái đây đồng nha, mấy cái đồng xu này cũng đồng nha, đó, mấy đồng xu này nó bán cũng đồng ngón nha. Đây laptop, ống dòm, mỹ trang này ngóc hết nha, còn mấy con đời cũ không thấy mấy con đời mới đâu á. Đây cũng vậy, đồ xưa đồ cũ thôi, mấy cái ghế ba này, đồ xưa đồ cũ. Đây là đầy bạc. Ở đây quán cà phê này, quán cà phê của Việt Nam này. Người ta bán cà phê Việt Nam mà bán bánh rồi để ăn sáng ấy. Đây về game. Tại bài mấy đồ chơi cái game này nhóc này. Mấy xe bằng sắt này nha. Rồi mấy cái đĩa game này nữa nè. Đĩa game nhóc dưới đây. Mấy cái xe điều khiển đồ chơi nữa kìa. Ở remote điều khiển nó nhóc hết trơn đi. Quá trời máy bay điều khiển. Rồi tàu cano điều khiển rồi đó. Bánh xe, vỏ xe người ta bán tùm lum hết nha. Đồ chơi. À, người ta đang dọn ra đây nha, nhóc ở trên nha. Đây có mấy cái kiến giống như làm Tiffany cái nhà, nhưng mà cái mặt này không phải, cái mặt này nó xấu. À, cái này phải không, cái này nó mất cái đầu không, muốn lấy này phải không? Ok, đây. Ok, em hỏi giùm cho. Cái này về được, về lấy cái miếng đồng, bữa em mới dục cái miếng đồng về em lục lại cho. Nó còn cái đồng, miếng đồng trên thấp. Không hết. 30, trả nó 20 ha. Coi có bể không?
Không, không, không bể, không có bể. Anh cái bàn đồng ở bên đó ví dụ 150. Đâu bà nào đâu, chỉ em đi em trả cho. Nhỏ nó mắc lắm. Thì em trả cho. Ok, thank you man. Thank you. He want a 20. Rồi đưa 20 đây. Đưa. Cũng máy sao rồi. Rồi tôi đi về chứ. Mệt lắm quá. Đây 20 cái nhà. Đẹp lắm, chuồn chuồn xịn nữa cái nhà. Nó mất cái đầu, cái đầu mình còn cái nhà mình còn cái vòng này mình cho ông anh nè. Đó. Thank you. Ông là đại ca của mình đó. Về lấy cái vòng lục lại cái vòng cho ông. Mình mới đem đi cái vòng mình rồi. Đây thích đi. Đây đây rồi ok anh muốn trả tôi trả giùm luôn chứ. Rồi. Nhiêu nó đòi nhiêu? Đòi 200 mấy trả 150 mua được. Đi thì đi đến đi. Quá trời đầu cái nha. Đó. Đó. Đây nè. Giờ nó còn bán mắc lắm. Đây phải không? Ở đây phải không? Ờ không mà. Đồng đó. Ok. Đâu bạn đồng đâu? Thử cho. Đây à các bạn bằng đồng này mấy gì? Ô con này thì em bó tay. Con này em không làm được đâu. Ừ nha. Đây cái nhà đồ đẹp luôn đấy nha. Quá trời đồ đẹp mấy cái chậu nè. Ồ cái tượng nó tượng đồng đó nha. Tượng đá ma bồ với đầu đồng luôn nha. Đây đồ đẹp đẹp luôn nha. Đồ châu Âu không? Cái đồ này đồ châu Âu không? Mấy cái này để chành này. Giá để chành. Cái này đồ đẹp không nghe nha. À, đồ này là mấy cái đồ của châu Âu không? À, mấy cái này mắc tiền không nghe nha. Mấy cái thố này nè. À, mấy cái thố này cũng vậy nè. Đồ này đồ mắc tiền. Nè, ở đây nè. Đó, mấy cái bình rượu này nè. Bình rượu này là lỗi mắc tiền nha. Cực kỳ mắc tiền luôn. Nó nguyên một bộ, một cái tô, hai cái chai. Với một cái chậu nhỏ, một cái thố nhỏ. À, mấy đồ nó mất tiền đấy nha. Đó, đầy cũng vậy nữa. Quá trời đồ mất tiền đấy nha. Đây nó có cái đồng hồ ba lỗ. Lỗ nhỏ đấy nha. Này hơn găng tay. Hiệu Junhen. Ở bên đây cũng vậy này nha, đó, buôn đồng quá trời đồng, quần áo, đồ trong nhà, các kiểu. À, mấy cái tượng này. Đây, cái xét này đẹp như vậy, làm đâu đây? Có cái này dơm bên đây, cái này quyền xét, thân thiện. Cái này của Đức kia nha. Không ít. À không ít. 80. Thấy gì? Hết bộ là 80 cái nha. Hàng Germany. Hàng của Germany đấy. Cái này là đồ. Cái đồ copy đấy nha. Cái đồ xịn bằng đồng với ngày dôi đấy nha. Đây nè, mấy con này á, đồ xịn nó tới mười mấy ngàn nữa. Nó bằng đồng với ngày dôi không. Cái này làm một đá Trung Quốc, nó copy lại một đá nha. Đồ xịn nó tới mười mấy ngàn con. Cái này ngày dôi nè. Ngày dôi nè, đúng rồi. Thấy cái sớ nè. Ngày dôi, mình làm nhỏ quá. Mấy mấy ngàn nhỏ nhỏ dụng luôn nha. Đây nè, ngày dôi không nha. Mà nó làm dụng. Cục mấy cái đèn để dành trong mấy phòng quay studio này nha. Trong mấy phòng studio. Đây những cái bàn piano này nha, hiệu Casio. Piano đời mới này nha. Hiệu Casio BS830 này. Casio BS830 này.
đồ xịn vậy sao? Máy giặt nha. Nguyên bộ chén dĩa đây nữa nha. Xếp chén dĩa đây. Ở đây buổi sáng thì nó kêu giá cao cả nha. Có buổi trưa trưa nó dần gọn về thì nó sẽ kêu giá thấp lại. Còn bình thường ở nhà đi buổi sáng nó kêu giá cao đó. Nó buổi sáng nó kêu giá cao mà nó rồi bán khó chịu đúng không? Mình mua mình không mua mà mình vô hỏi hoài nó chửi chửi cho chết. Sáng sớm nó hay khó chịu. Trên bàn cũng đồng, món nào cũng đồng. Hello, hello, good morning. Đây có cái máy cassette cổ cũng đồng này. Máy radio cổ này. Đúng cổ cũng đồng bạc. Ở trên bà nẻ với thiên đồng. Cặp này cặp loa vi tính của cái máy vi tính treo trên cái màn hình này cũng đồng. Thank you bro, thank you. Anh ta cũng dọn ra đó nha. Đồ cũ đó, trong nhà quá trời này nha, liền đầy hết trơn trời. Đồ nghề nè, máy thổi hơi nè, cái quạt rồi cái này là y ngựa nè, đồ nghề nhóc đi nè, cũng bay lôi ra bán đầy hết nha, nhóc đồ nghề chứ. Quá trời. Này nhẫn nữ trang đồng món đó nha. À, xe đạp đua này nha, hiệu check này. Hiệu tốt lắm nha. Hiệu cũng tốt, bánh tốt lắm. Bánh mỏng dánh này. Bánh siêu mỏng. Xe đạp đua này. Máy bơm hơi này. Máy cái cưa cây này nha. Máy cưa cây này. Này máy sơn. Bên này đồ bằng sắt, đồ cũ, đồ chơi cũ bằng sắt. Đầy quá trời. Chơi không nha. Đồ chơi bao la đồ chơi chơi chóc cái nha, cái tiền của Elvis này nha, từ ca sĩ của Mỹ đó, nổi tiếng đó. Elvis đây nè, mấy cái dĩa của Elvis đó. Đây nè, dĩa của ổng nè, Elvis. Chợ đông lắm nha, thấy không? Đó. Chỗ này là đông bao la luôn. Đây. Đây là đồ Halloween đó nha. Đồ Halloween.
Mấy cái ghế ngồi để thay giày nè, ghế ngồi để ngồi xuống thay giày dép nha, nó gác giày chân lên nè, tranh ảnh cũ nha, vẽ bằng tay mà có chữ ký luôn, tranh cũ có chữ ký vẽ bằng tay, thầy cũng có chữ ký luôn. Ôi hai rồi. À, ở đây nè, ba cái đồ cũ nữa nha, mấy cái áo phao rồi. Đây rồi, đây mấy camera cũ nữa nha. Nhập đồ cũ nữa nha, nó bù đồng lắm luôn. Đây đồ Nhật nè, đây đồ Nhật, đây đồ Tàu đó nha, mấy cái chân chén sâm, cái này mấy chục năm nữa nha, cái men này mấy chục năm rồi. Cái này tốt mà. Rồi này cũ xưa, đúng đúng cũ xưa đó nha, cái này cũng đúng cũ xưa nữa, màu xanh trắng này đúng vô tô thành này nha, xanh trắng này đúng cũ luôn. Tiền, tiền đồng hồ nhóc với bù đồng lắm. Bên đây nữ chàng nữa nha, bên đây nữ chàng thôi. Dưới đây đồng món này nha, ta đang lựa đây này, đồng món này. Tinh thùng này là mỗi thứ đồng hết đó nha, đồng món nha, quần áo giày dép đồ chơi cũng vậy, đồng món. Nón này cũng đồng nha, nón cao bồi, rồi mấy cái game nè. Yeah, muốn đồng cái này. Muốn về để chắc kiểu luôn. Đây cái nhà nó ta bung bài nhóc hết trơn này, đầy cái đất luôn này. Anh ta cũng ra một đồng cái nha, DVD, CD này, ở dưới đất này, bài nhóc dưới đây. Ahí estoy. Qua chợ đồ cũ luôn cả nhà. Máy này máy rửa xe này, hư rồi nó cũng đem ra nữa cả nhà. Đây nhà đóng nha.
à, đồ như vậy cũng vậy, nhóc chứ. Máy tính tiền nó cũng đem ra đấy, máy tính tiền, máy quay phim cái gì cũng đem ra đây bày. Bên đây tôi cũng luyện ra này, đó, đồ nghề, đồ trong nhà, đồ nghề, rồi ba cái linh tinh dây điện, quá chỗ điện, dây điện, ổ điện, lo xe hơi, đây có mấy cái máy cầu, cầu cá. Đây là chanh Nhật này, chanh Nguyên Ương. Đây là cái laptop đời cũ này. Lớp đó. Đây là đây DVD này nha. Ta lục nó ở trời này nha. Ai cũng đang lục đồ. Quá trời ngựa cái nha. Cái phone TCL 4 camera, không biết còn phone không, hay cái vỏ, vỏ không nha. Nhưng mà còn cái vỏ không. Chưa thấy gì đọc lại nữa nha. Đây bán áo lính này nha, à, áo lính là cũng kèo rồi. Kèo xào rồi đó nha. Đây đồ cũ nữa nha. Đây đồ cũ nhóc ở trên. Bàn ghế cũng đem ra bán luôn nha. Bàn ghế lò nướng nè, đây cũng đang đây. Nó trong thùng này là đồng món nha. Có thời gian lục nha. Có thời gian lục trong mấy cái thùng đó.